Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa cứu sống em bé sơ sinh cùng sản phụ trong một ca sinh nở bị sa dây rốn mà cơ hội sống của thai nhi là rất thấp. Cả ekip mổ đã bỏ qua các quy trình đúng kỹ thuật như phẫu thuật không hồ sơ, không hội chẩn, không xét nghiệm, không phiếu cam đoan. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 22 giờ đêm 5 tháng 8 năm 2019, khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận sản phụ Hồ Thị Hình, 21 tuổi, ở xã Đắc Rông, huyện Đắc Rông, đã vỡ ối, được chuyển về từ Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Rông, cách đó hơn 40 km. Khi xe cấp cứu vào cổng khoa, ekip trực của khoa sản đã thăm khám ngay tại băng ca và nhận thấy búi dây rốn đã xa hẳn ra ngoài, dây rốn còn đập, tim thai rời rạc nên lập tức chuyển thẳng lên phòng mổ sản. Chỉ vài phút sau, em bé nặng 2,7 kg cùng sản phụ đã được cứu sống. Theo bác sĩ Trần Trung Hoành, ca mổ này vừa hy hữu vừa may mắn, vì thai nhi khi đang ở trong bụng mẹ được nuôi bởi dây rốn, khi vỡ ối, dây rốn xa hẳn ra ngoài sẽ làm giảm tuần hoàn và cắt đứt việc nuôi thai. Thông thường thai sẽ chết sau một thời gian ngắn. Hiện em bé đã bú mẹ tốt, phản xạ tốt và tiếp tục được chăm sóc theo dõi.